vọng về trận hòa mà nhất là hiệp một thì đấu cảm giác một cú sức. Thì các bạn biết rằng là cái trận đấu này thì tôi hơi thất vọng. Vì cái thứ nhất là các bạn biết là đội bóng người ta Thanh Hóa thì người ta cố tình để chơi cuống một điểm, người ta ru ngủ đội bóng rồi chúng tôi và người ta cố gắng cắt vụn trận đấu ngay từ hiệp một, nhưng mà cầu thủ của tôi thì chơi thì hơi chậm mà không nhanh, nếu không có sự đột biến đấy thì cái trận này hòa thì rất là đáng tiếc đối với cầu thủ. Thì tôi nghĩ rằng là với các bạn biết rằng Di Mario thì cái thứ nhất là cái quả phạt đền đấy thì của xa tôi quan sát, nhưng mà chắc chắn là trọng tài ở gần thì chắc chắn là trong khi trọng tài rút thẻ vàng thì chắc chắn là cầu thủ kia là nằm để chơi bóng bằng tay, còn là Di Ma thì cái quả đá phạt đền thì không phải là Di Ma mà tôi giao cho Văn Quyết, nhưng mà vì Di Ma thì rất cái đội bóng là Văn Quyết muốn tạo cho Di Ma để đua cái ngôi vô địch của vô phân lưới. Thế ra thì hai trận đấy thì các bạn biết đều là Di Ma đều đá ở cái cự ly giữa sân giữa người gôn. Thế trận trước thì Cường thì cũng đẩy hịt, nhưng hôm nay thì Thanh Diệp là làm tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng cái việc đấy thì không có cái gì là cái áp lực, nhưng mà vì yêu cầu đấy thực hiện thì không tốt. Ngày hôm nay thì Hoàng Vũ Sam Sơn tạo ra khá nhiều khó khăn cho đội bóng Hà Nội. Thì các bạn biết rằng Hoàng Vũ Sam Sơn thì sẽ rất hợp với bất cứ một đội bóng nào chơi phòng ngự phản công, thì bạn ấy sẽ có nhiều khoảng đất để mà bạn đua tốc độ. Thì các bạn biết rằng câu lạc bộ Hà Nội thì hôm nay thì đá thì câu lạc bộ Thanh Hóa là lùi hết trên sân, chỉ cắm 10 mình Sam Sơn và phất những quả bóng dài cho Sam Sơn, thì câu lạc bộ Hà Nội thì hôm nay Sam Sơn làm rất tốt. Anh nhận định thế nào về cuộc đua vô địch trong top 8 và anh Hà Nội thì đánh giá cao nhất cái đội bóng nào trong top 8? Thì tôi nghĩ rằng các bạn cái thời điểm này thì khi mà cái lịch thi đấu thì các bạn biết rằng khi giai đoạn 2 thì còn có 8 đội và tính cái số điểm thì các bạn biết là còn có 7 trận. Thì cái số điểm mà được tích lũy thì hiện tại thời điểm này thì Sài Gòn vẫn là sáng cửa nhất. Thì các bạn biết là Sài Gòn được hơn 4 điểm và người ta đang được đá 4 trận sân nhà, nhưng mà người ta trải đều và gặp những cái đối thủ trong top 4 đều được đá sân nhà. Thì đấy là cái lợi thế của cái lịch thi đấu. Nhưng mà cái thời điểm này thì các bạn biết rằng với 4 điểm hoặc với những cái top sau thì Sài Gòn thì mới có hơn Viettel 2 điểm. Thì tôi nghĩ rằng cái thời điểm này thì cũng chưa rõ nét, thì chắc chắn là phải qua 2 hoặc đến 3 vòng của cái lượt về thì sẽ rõ nét hơn. Thì các bạn nữa là với câu lạc bộ Hà Nội thì luôn luôn chơi đến giây phút cuối cùng. Còn cái phần trăm đấy thì khi mà mình khát khao và mình cống hiến chơi từng trận đấu, còn khi không may mà người ta sơ sẩy và mình tạo được điều tốt được từng thời điểm thì câu lạc bộ sẽ cố gắng đạt được những mục đích. Thưa ông Nguyễn Quý, sau hai trận hòa liên tiếp và đều là những trận hòa có phần tiếc nuối, thì theo ông thì vấn đề của đội Hà Nội nó cần thay đổi trong trận đấu của giải hai này? Thì cái thứ nhất thì các bạn biết rằng hai trận hòa và kể là trận đấu ngày hôm nay, thì đối với tôi thì câu lạc bộ Hà Nội thì đã chắc chắn là trong top 8, vì tôi muốn câu lạc bộ đưa được tất cả cầu thủ vào sân và cái sự khát khao chiến thắng. Và cái thay đổi thì các bạn biết rằng nếu gặp những cái đối thủ thì tất như hôm nay Thanh Hóa thì người ta sẽ chơi như thế nào. Nhưng mà tất cả khi quay lại với top 8 thì tất cả các đội sẽ không chơi tiêu cực như thế này, vì đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng thì đều cũng muốn chơi bóng đá công hiến, thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ dễ chơi hơn và chỉ muốn cầu thủ là rất biết là các bạn biết là qua 3 cái trận cúp thì cũng bào mòn. Nhưng mà cái hôm nay thì cái điều tôi không vừa lòng là cái sự khát khao của cầu thủ và chơi phải cố gắng và khát khao đến giây phút cuối cùng. Trường hợp Văn Hậu thì bao giờ Văn Hậu có thể trở lại? Thì các bạn biết rằng cái này thì tôi không thể xác định được là Văn Hậu lúc nào quay trở lại, vì còn phải tùy thuộc cái hồi phục của bạn ấy và xem cái mức độ của bác sĩ. Thì bạn biết là Văn Hậu mới quay lại tập được 2 buổi nhưng mà đang tập nhẹ, thì đấy thì chờ cái hồi phục của Văn Hậu như thế nào thì mới quay lại được.